Mansur, em ruột Moonbin Astro, gây chiến một thời của YG, được anh trai thương hơn cả sinh mệnh. Moonsoo sinh ngày 9 tháng 9 năm 1999 tại Hàn Quốc. Cô là em gái của Moonbin, thành viên Astro. Moonsoo là thành viên lớn tuổi nhất của nhóm Billy, ra mắt vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Moonsoo không phải là cái tên xa lạ với fan K-pop. Cô được biết đến là cựu thực tập sinh của YG, gắn bó lâu năm với YG và được nhiều người yêu mến vì là em gái của Moonbin. Trong thời gian thực tập tại YG, cô đã tham gia chương trình Unready, Brawl Stars Season 2 và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bởi khả năng đọc rap nổi bật giữa dàn thí sinh. Moonsoo sở hữu tài năng đáng gờm, ngoại hình xuất sắc. Không chỉ vậy, nó còn gây sốt bởi những câu chuyện đáng yêu giữa hai anh em. Moonsoo là một trong 6 thành viên ra mắt trong nhóm nhạc Billy. Moonsoo sinh năm 1999 và là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Cô được biết đến sớm hơn với tài năng rap của mình, từng là thực tập sinh của YG trong nhiều năm. Moonsoo từng tham gia chương trình Unready Brawl Stars 2 được nhiều khán giả yêu thích. Câu chuyện về tình anh em giữa Moonsoo và Moonbin cũng được rất nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ. Hiện tại cô đang có các hoạt động quảng bá cùng nhóm Billy. Câu chuyện giữa Moonsoo và Moonbin. Ngoài tài năng của cô gái nhỏ, tình cảm thân thiết và những mẫu chuyện đáng yêu giữa Moonbin và Moonsoo đã trở thành đề tài gây sốt trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc. Mọi chuyện bắt đầu từ một sự kiện thú vị khi các fan phát hiện ra một cái tên quen thuộc Moonix xuất hiện trong danh sách trúng vé tham dự fansite video call của Billy. Từ trước khi Sua debut, Moonbin đã từng tiết lộ anh muốn đăng ký tham gia fansite video của em gái và cuối cùng thì mong ước của anh cũng trở thành hiện thực. Một người hâm mộ đã tiết lộ phản ứng của Moonsoo khi biết anh trai trúng vé tham gia video call của mình bằng cách đặt câu hỏi ngay trong fansite của cô. Fan, cậu đã biết chuyện Moonbin Nim trúng vé fansite chưa? Sua, tớ biết rồi, không hiểu sao ảnh lại làm vậy nữa, thiệt tình. Fan, cậu ấy thế nào khi gặp được anh trai trong fansite? Sua, anh tớ là một trong những người đã ủng hộ tớ từ rất lâu rồi, thế nên tớ biết ơn ảnh nhiều lắm, ảnh thậm chí còn đăng ký tham gia fansite nữa, được gặp anh ấy tớ vui lắm chứ. Được biết cả hai anh em đều sống trong ký túc xá của nhóm nên không có dịp gặp gỡ thường xuyên, đó cũng là lý do vì sao Sua càng phấn khích và hạnh phúc hơn khi được gặp anh trai trong fansite của chính mình. Bên cạnh đó, bộ đôi anh em nhà người ta này cũng từng khiến người hâm mộ phát sốt và ghen tị không ít lần vì cách họ yêu thương và ủng hộ lẫn nhau. Bình luận mà Sua để lại trong giai đoạn Moonbin bị ốm và phải ngừng hoạt động: Moonbin, mọi thứ của tớ, tất cả của tớ, hashtag Astro, hashtag Aroha, Moonsoo, oppa cũng là mọi thứ, là tất cả đối với gia đình mình. Moonbin đã mua điện thoại cho em gái và trong bức hình được Moonsoo chia sẻ với các fan của mình, nhiều người còn chú ý đến một chi tiết đáng yêu khác khi Sua lưu tên anh trai trong điện thoại kèm theo biểu tượng trái tim. Moonsoo đi xem bản quảng cáo sinh nhật của anh trai. Moonbin bắt đầu hoạt động Instagram từ năm 2019 và chưa bao giờ để lại bình luận. Comment đầu tiên mà anh để lại chính là lời hồi âm cho bình luận của em gái. Moonsoo, tiền bối ơi, chúc mừng hai giải thưởng của anh nhé. Moonbin là số 1. Moonbin, đến rồi à? Moonbin đã từng nói với em gái mình, người đã trải qua một thời gian làm thực tập sinh rất dài, rằng dù có không đi theo con đường idol này thì cũng không sao cả, hãy làm bất cứ điều gì mình muốn. Nam thần tượng chính là kiểu người luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình cho em gái, dù cô có ở đâu và làm gì. Trong ngày sinh nhật của Moonbin, dù đang luyện tập nhưng Moonsoo vẫn canh đúng không giờ để gọi điện đến cho anh trai. Điểm đáng chú ý hơn cả trong video này chính là khi Moonbin nhắn nhủ đến các fan hãy yêu thương em gái anh, trong khi Moonsoo lại gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ anh trai cô. Thoạt nhìn bài đăng chúc mừng Billy debut của Moonbin có vẻ khá công nghiệp, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều chi tiết tinh tế. Lý do anh canh đúng đoạn 2 phút 9 giây của bài hát Green is Green để đăng lên là bởi 2 phút 9 giây bằng Park của Sua, 1 phút 11 giây phần còn lại của bài hát. Nếu lật lượt lại sẽ là 11 trên 10 bằng ngày debut của em gái, 10 tháng 11. Người Hàn Quốc thường viết ngày tháng theo kiểu tháng trước ngày sau. Những mẫu chuyện nhỏ nói trên đã khiến netizen Hàn phát sốt. Trước tình cảm chân thành và đáng yêu mà anh em Moonbin, Moonsoo dành cho nhau, nhiều người thậm chí còn mong chờ đến một ngày được nhìn thấy hai anh em đứng cùng nhau trên một sân khấu, dù chỉ là tham gia cùng một chương trình giải trí hay hợp tác trong một màn trình diễn đặc biệt ở các sự kiện âm nhạc cuối năm. Nỗi đau da dứt vì sự ra đi của anh trai, đêm muộn 19 tháng 4 giờ Việt Nam, fan K-pop trên toàn thế giới bàng hoàng trước tin tức Moonbin Astro đã qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử. Đây là cú sốc lớn đối với người thân và người hâm mộ nam idol. Trước thông tin đau lòng, fan vô cùng lo lắng cho Moonsoo, thành viên nhóm Billy và cũng là em gái ruột của Moonbin Astro. Lúc sinh thời, Moonbin cưng chiều em gái hết mực, mối quan hệ anh em cũng rất tốt. Theo này, Moonsoo sẽ hoãn, hủy bỏ toàn bộ hoạt động và sự kiện của nhóm trong tuần này. Cô và bố mẹ cũng là người đứng ra tổ chức tang lễ cho anh trai. Danh sách ở nhà tang lễ của bệnh viện Ansa có tên Moonbin, với người chủ tang là bố mẹ Moonbin và em gái Moonsoo. Nhiều trang tin đã đào lại khoảnh khắc thân thiết, tình cảm của hai anh em xuất hiện trong một show truyền hình. Khi đó, thay vì mong ước cho bản thân, Moonbin đã ước cho em gái Moonsoo luôn hạnh phúc trong năm 2023.
Trong một cuộc phỏng vấn, Munsu nói rằng vì cô là em út trong nhà nhưng lại là chị cả trong Billy nên đôi lúc cảm thấy áp lực quá lớn trước sự thay đổi này. Khi không biết làm gì, Munsu sẽ gọi điện cho anh trai nhờ tư vấn. Khi anh ấy không nghe máy, tôi cảm thấy như không có ai để trút bầu tâm sự. Khi có anh ấy, tôi cảm thấy như có ai đó ở bên cạnh mình, Munsu chia sẻ. Thành viên quá cố nhóm Astro là người luôn ủng hộ và hỗ trợ hết mình cho em gái, dù cô có ở đâu và làm gì. Hai anh em đã từng hứa với nhau sẽ cùng debut và thật thành công. Giờ đây lời hứa đã thành sự thật, nhưng Moonbin đã không còn.